Này, câu này đứa nào kêu dễ? Câu này khóc đấy. Không đùa đâu. Sản phẩm của phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol thuộc loại ester. Câu này đúng cái sai. Thế giờ nhà mình có này, carboxylic acid RCOOH cộng alcohol là R phải OH. Thì phải mình thu được là RCOOR phải không? Cộng H2O đúng không? Thế thì anh này là ester nhưng anh này không phải là ester. Nên là câu nói sản phẩm của phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol thuộc loại ester là chưa chính xác. Mà là gì ạ? Sản phẩm hữu cơ thì mới đúng nhá, thiếu cái từ hữu cơ chứ còn đây là H2O thì nó đâu phải là ester đâu, nên một sai. Ý hai là sai lè luôn. Ester là sản phẩm phản ứng giữa axit và alcohol là sai, bởi vì axit nó phải là axit hữu cơ. Chứ còn axit vô cơ thì làm sao được đúng không? Axit vô cơ mà cộng với alcohol thì nó lại tạo thành dẫn xuất halogen. Đúng không? Nên hai cũng sai. Hay chưa? Đứa nào kêu dễ. 3. Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxin của carboxylic acid bằng nhóm OR thì thu được ester. Cái này đúng này. Phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol được gọi phản ứng ester hóa, đúng này. Ester no, đơn chức mạch thở có công thức phân tử là CnH2NO2, đúng này. Vậy tại đây chúng ta chỉ có 3 phát biểu đúng thôi các em nhé. Ta chỉ có 3 phát biểu đúng. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này.